Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Vương quốc Anh, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Tết Cộng đồng Xuân Bính Thân 2016. Hơn 300 kiều bào, doanh nhân, đại diện du học sinh Việt Nam và nhiều bạn bè thân thiết tại Anh đã tới tham dự. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ông Nguyễn Văn Thảo phấn khởi thông báo trong năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển. Bước sang năm mới 2016, đại sứ đề nghị bà con kiều bào và các bạn sinh viên cùng nỗ lực làm việc và học tập tốt. Qua đó còn góp phần củng cố đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau quảng bá hình ảnh đất nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh. Bà con kiều bào sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình vì cộng đồng, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của kiều bào tại Anh. Cộng đồng kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức cùng vui đón xuân mới 2016 với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Sau đây là không khí đón xuân tại những thành phố tập trung đông kiều bào đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 31 tháng 1 vừa qua, tại thành phố Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức, Hội Diên Hồng cùng gần 300 bà con người Việt sinh sống tại đây đã cùng nhau tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đến tham dự và chung vui có ông Nguyễn Đức Thoa, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đại đức Thích Thông Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện chính quyền địa phương. Thay mặt bà con Hội Diên Hồng, ông Nguyễn Duy Long, Chủ tịch hội, đã nêu lên những hoạt động của hội trong thời gian qua, mong muốn năm tới sẽ tạo thêm được những mối quan hệ với chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ta làm ăn cũng như hội nhập tốt hơn với nước Đức. Cùng với các mẹ, các chị, những cháu sinh ra và lớn lên tại đây đã đóng góp những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, mang đến cho mọi người món ăn tinh thần đậm nét xuân và cho bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Cũng trong tối ngày 31 tháng 11, tại thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức, hơn 600 bà con cộng đồng người Việt đã tham dự buổi lễ đón xuân Bính Thân theo tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập tốt vào xã hội Đức. Sự kiện do Hội người Việt Nam thành phố Dresden tổ chức. Cùng vui đón Tết với cộng đồng người Việt ở thành phố Dresden có ông Bùi Hà Nam, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Dirk Heibert, thị trưởng thành phố Dresden cùng nhiều đại diện các hội đoàn người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thị trưởng thành phố đã phát biểu chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại đây sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của chính quyền sở tại đối với các hoạt động của hội người Việt ở đây và khẳng định việc tổ chức lễ hội này giúp người dân Cộng hòa Liên bang Đức hiểu biết hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Khán giả đã được thưởng thức một chương trình ca múa nhạc đầy sắc màu do cộng đồng người Việt tại Dresden dàn dựng và biểu diễn. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, cộng đồng người Việt tại Rathenow Havelland cũng tưng bừng tổ chức đón Tết Bính Thân và đón mừng xuân mới. Tới dự và chung vui Tết với bà con có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, tham tán Nguyễn Như Lân và Bí thư thứ nhất Lê Đức Trung cùng đại diện thành phố, các hội đoàn địa phương lân cận. Đại diện quan khách đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới cộng đồng người Việt nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng thời chúc cho bà con ta năm mới tràn đầy niềm vui, cộng đồng tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, các cháu có thành tích học tập xuất sắc đã lên nhận phần thưởng và giấy khen của hội. Phần văn nghệ với gần 20 tiết mục do anh chị em tự dàn dựng, kết hợp với cỗ Tết cổ truyền đã làm cho chương trình đón Tết vui như trên chính quê hương Việt Nam. Tiếp sau đây sẽ là hoạt động đón Tết cổ truyền năm mới 2016 của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Slovakia và Panama. Tối 29 tháng 1, Hội người Việt Nam tại thành phố Klano, Cộng hòa Séc đã tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân sớm cho bà con sống tại Klano và các vùng lân cận. Với sự tham gia của 300 bà con người Việt, buổi giao lưu đón Tết đã diễn ra sôi nổi sau lời chúc Tết của ông Chủ tịch Cộng đồng. 10 tiết mục văn nghệ do chính bà con tập dượt và tự biểu diễn đã khiến không khí đón xuân mới thêm vui tươi. Tuy xa quê hương, nhưng ngày Tết của cộng đồng ngoài các món ăn địa phương vẫn có hoa đào và bánh chưng xanh, không khí đón Tết trang trọng và ấm cúng. Tối 31 tháng 1, tại trung tâm thủ đô Bratislava, Cộng hòa Slovakia, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia chủ trì và phối hợp các hội đoàn người Việt Nam tại Slovakia đã tổ chức dạ hội chào mừng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong không khí hân hoan và đầm ấm, toàn thể cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và đông đảo bà con Việt Kiều
đã cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn sôi động, đậm đà bản sắc dân tộc. Chương trình hái hoa trúng lộc với nhiều câu hỏi nhằm tìm hiểu thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đặc biệt, tại gia hội, với sự kêu gọi của Đại sứ quán, bà con đã nhiệt tình tham gia quyên góp từ thiện và đấu giá hai phiếu thưởng vé máy bay về Việt Nam của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Kết quả thu được 1.460 euro để gửi về Việt Nam trong thời gian sớm nhất tới Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp trẻ em và các gia đình nghèo vùng sâu vùng xa. Ngày 30 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Panama đã tổ chức Tết Cộng đồng Xuân Bính Thân với đầy đủ phong vị truyền thống tại một nhà hàng Việt Nam tại thành phố Panama. Đông đảo bà con cộng đồng hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Panama cùng các bạn bè Panama đã cùng đến chung vui và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới. Đại sứ Việt Nam tại Panama Vũ Ngọc Minh phấn khởi thông báo với bà con cộng đồng và các bạn Panama về những thành tích trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm qua. Trong không khí đón xuân Bính Thân ấm áp, vui tươi, các khách mời và những người Việt Nam xa tổ quốc đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống trong ngày Tết và các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đặc sắc. Tối ngày 31 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức Tết Cộng đồng Xuân Bính Thân với sự tham dự của các cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam, bà con Việt Kiều, sinh viên, học sinh đang làm việc và học tập tại Indonesia, cùng đại diện ngoại giao đoàn và bạn bè Indonesia. Nhân dịp đầu xuân mới, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn gửi lời cảm ơn với những tình cảm chân thành, nồng ấm và sự hợp tác của cộng đồng người Việt tại Indonesia, đồng thời chúc cộng đồng người Việt làm ăn tại Indonesia tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Hơn 250 khách mời và cộng đồng người Việt đã cùng nhau nâng ly và thưởng thức những món ăn dân tộc không thể thiếu trong ngày Tết. Chương trình nghệ thuật đầm ấm, đậm chất dân tộc như chống cơm, múa nón do cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam đang làm việc và học tập tại Indonesia biểu diễn cũng đã tạo nên không khí tưng bừng cho buổi lễ. Hoạt động từ thiện nhân dịp Tết Bính Thân năm 2016 của người Việt tại Ba Lan và món quà gắn kết phụ nữ của Trung tâm Thương mại Moscow Cộng hòa Liên bang Nga trong dịp Tết Bính Thân sẽ có trong cụm tin sau đây. Vừa qua, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã đến trường phổ thông cơ sở và trường mầm non Thượng Nung tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã trao tặng 20 chiếc xe đạp, ba lô, tủ sách và nhiều vật dụng cho các em. Cũng nhân dịp Tết truyền thống, đại diện Đại sứ quán, Hội người Việt Nam và Hội phụ nữ đã đến trại tạm giữ người nước ngoài ở Bialystok để thăm những người Việt bị tạm giam tại đây. Nhân dịp Tết Bính Thân, Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow Liên bang Nga đã tổ chức tặng quà năm mới cho các chị em hội viên với mong muốn làm cho ngày Tết cổ truyền thêm nhiều ý nghĩa. Hàng năm cứ vào dịp Tết, Chi hội thường xuyên tổ chức phát quà cho chị em. Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow hiện có 118 hội viên, luôn động viên nhau tích cực làm ăn, thể hiện tinh thần đoàn kết và thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện hướng về quê nhà. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hiện có nhiều gia đình kiều bào làm ăn sinh sống tại đây từ nhiều năm nay để giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam, để con cháu luôn nhớ về quê hương là ưu tiên hàng đầu của những bậc cao niên trong cộng đồng. Và để gìn giữ nét văn hóa Việt luôn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay thì mỗi gia đình đều có một cách làm khác nhau. Trong ngày 23 tháng Chạp năm nay, phóng viên thời sự đã được tham gia một lễ cúng ông Công, ông Táo về chầu Ngọc Hoàng theo phong tục người Việt tại một gia đình kiều bào có ba thế hệ tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Gần 30 năm nay, cứ đến chiều 23 tháng Chạp, gia đình ông Tuyên và bà Liên, Việt kiều ở thủ đô Viêng Chăn, Lào, lại tụ họp đông đủ con cháu như thế này. Mỗi người một việc, chuẩn bị mâm cơm, đồ cúng và cả cá chép để làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng. Mọi đồ lễ để cúng ông Công, ông Táo theo truyền thống dân tộc đều được ông bà nhớ mua từ Việt Nam. Để giúp con cháu luôn ghi nhớ truyền thống văn hóa của dân tộc, ông Tuyên vẫn duy trì các nghi thức truyền thống theo đúng phong tục tập quán của Việt Nam trong những ngày lễ Tết. Phong tục tức là ông Công, ông Táo này là lên trời để mà báo cáo với Ngọc Hoàng để những gia đình nhà mình ở dưới làm ăn như thế nào. Thì thực tế ra thì qua cái này mình để là để giáo dục cho các cháu là mình phải làm những điều tốt, điều đẹp và những cái điều mình phải có lương tâm trong cuộc sống.
để mà mình báo cáo điều hay, tức là cái điều đẹp để cho các cháu nó làm sao nó giữ được cái đạo đức và cái giữ được cái tâm linh cũng như là giữ được cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam mình. 14 năm làm rể tại gia đình ông Tuyên, anh Vong Sala từ chỗ chưa hiểu nhiều phong tục tập quán của Việt Nam đã dần quen với những ngày lễ Tết của gia đình nhà vợ. Vì thế, chiều 23 tháng Chạp năm nào, anh cũng thu xếp công việc để cùng vợ và các con tham gia chuẩn bị cho lễ cúng ông Công, ông Táo. Ngày đầu khi mới về làm rể, tôi không mấy hiểu về truyền thống này. Sau nhiều năm, tôi được bố mẹ vợ hướng dẫn và dần hiểu ra rằng đây là một truyền thống được lưu truyền từ lâu đời. Tôi cũng hiểu rằng vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà lại sắm sửa đồ lễ để tiến ông Táo về chầu trời. Tôi thấy đây là một phong tục rất hay và sẽ dạy dỗ con cái để tiếp tục lưu truyền phong tục này. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tiến ông Công, ông Táo về trời chưa kịp buổi chầu theo phong tục. Bên cành đào nhỏ, ông Tuyên và bà Liên lại trao đổi cùng con cháu những phong tục tập quán của quê hương. Bằng cách làm giản đơn như thế này, những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong ngày Tết cổ truyền đã được gia đình ông Tuyên lưu giữ và truyền lại cho con cháu. Bản tin Người Việt Bốn Phương xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình ở địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.